Chiều ngày 4 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn khởi tố hai bị can Phan Tấn Dũng, 21 tuổi, trú xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và Đào Văn Hoàng, 24 tuổi, trú xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán số lô số đề trên không gian mạng. Khoảng đầu tháng 9 năm 2022, Dũng liên lạc với Đào Văn Hoàng. Hoàng là người chuyên lập và quản lý các hội nhóm thông tin về số lô số đề trên mạng xã hội để thuê lại 8 hội nhóm. Mỗi hội nhóm có hơn 50.000 thành viên do Hoàng quản lý với chi phí 8 triệu đồng một tháng. Hàng ngày, Dũng sẽ đăng 2 tin bài về nội dung và cắt ghép các hình ảnh giả mạo liên quan đến việc Dũng có thể cung cấp thông tin về số lô số đề chuẩn trong ngày vào các hội nhóm kín để tạo niềm tin cho các thành viên trong nhóm. Khi có người liên hệ, Dũng sẽ cho vào các nhóm riêng và yêu cầu người tham gia phải đóng phí với số tiền 2 triệu đồng trên 10 ngày và 5 triệu đồng một tháng để được Dũng cấp số lô số đề chuẩn mỗi ngày. Trường hợp con số Dũng cung cấp không trúng thưởng thì Dũng sẽ chặn liên lạc với người chơi. Trường hợp trúng thưởng thì Dũng yêu cầu người chơi phải chia thêm hoa hồng để tiếp tục được cấp số. Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2022 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với số tiền trên 300 triệu đồng.